Ngũ Hoàng xin chào quý cô chú anh chị mình ha. Hôm nay Ngũ Hoàng đang có mặt tại đường 3 tháng 2 nè cô chú anh chị, để review cho cô chú anh chị mình một cái vị trí ngôi nhà. Nhà một sẹt cô chú anh chị ha, một sẹt đường rộng 6 mét luôn cô chú anh chị. Vị trí của chú anh chị mình đi xe hơi xe tải rồi mình ra vào thoải mái ha. Ở đây là mình đi dưới chân cầu nè, mình để mình đi về bên đường Minh Thuận nè cô chú anh chị. Còn mình lên cầu này thì mình đi về cầu Ông Buôn cô chú anh chị ha. Một cái vị trí ngôi nhà giáp ranh với lại quận 11 nha cô chú anh chị. Ở đây là hiện tại đang thuộc phường 2 quận 11. Và cầu này còn được gọi là cầu cây gõ nha cô chú anh chị. Nếu mà mình đi dưới gầm cầu này á, cô chú anh chị mình rẽ phải là mình đi về đường Minh Phụng, rẽ trái thì mình đi về ngay chỗ chợ chợ Minh Phụng nha. Ở ngay cái nhà sách Nguyễn Văn Cừ nè. Đó là nó sẽ có cái đường, đó là đường Minh Phụng. Và cái đường đó thì cô chú anh chị mình đi ra chợ Minh Phụng nha, và hướng ra ngay chỗ Hậu Giang. Còn cái đường cắt ngang này là đường Hồng Bàn nè. Ở cái lối nè, cái chiều mà đang đi lên đi xuống ở bên tay trái của Nguyễn Hoàng đây là đường Hồng Bàn. Cầu này là cầu cây gõ nha cô chú anh chị. Và hướng Nguyễn Hoàng đang đi xuống là hướng để đi về bên quận 6 nè, hướng đi về vòng xoay Phú Lâm. Nhưng mà tí nữa Nguyễn Hoàng sẽ rẽ tay phải nha cô chú anh chị. Ở đây thì có cái đường Phú Thọ ha, đường đó là đường Phú Thọ nha. Ở bên tay trái nè, bên phải nè có một cái cây xăng nè. Cây xăng đó, cây xăng này, cây xăng của nhà nước nè cô chú anh chị. Còn cái mặt mình đi xuống nữa là mình sẽ gặp một cái trường trung học phổ thông Mạc Đỉnh Chi nha. Trường trung học phổ thông Mạc Đỉnh Chi thì nó ở ngay cho cái vòng xoay Phú Lâm luôn. Và mình hướng nếu mà mình đi thẳng xuống á, thì mình sẽ gặp chợ Phú Lâm nha cô chú anh chị. Đó, ở đây có một cái quan hưng nè, cái quan hưng cực kỳ rộng và lớn luôn, nằm ở trên mặt tiền đường của đường Hồng Bàn. Nút giao nè, nút giao về Phú Lâm nè, rồi nút giao về bên đường Tân Hóa, cầu Ông Buôn nè cô chú anh chị, cầu Ông Buôn 1 nè. Đó, cầu Ông Buôn 1 nè. Đó. Ngay chỗ cái bảng hiệu nè cô chú anh chị thấy không? Đường Hồng Bàn giao với lại cái đường Tân Hóa nha. Ở cái này để mình đi dưới gầm cầu là mình để mình đi vòng lại bên hướng bên kia của đường Hồng Bàn cô chú anh chị ha. Đường Tân Hóa này thì một bên là thuộc quận 11 và một bên là thuộc quận 6 nha cô chú anh chị. Bên quận 11 là thuộc phường 1 quận 11. Còn quận 6 là thuộc phường 14 quận 6 nha. Ở lên bên trên này thì có cái hẻm ở bên tay trái nè, cô chú anh chị mình rẽ trái vào nè. Hẻm bên tay trái nè, đây nè cô chú anh chị. Lên chút nữa thôi là sẽ có một cái con hẻm. Đó là hẻm 63 của đường Tân Hóa, mình rẽ trái vào nha. Còn nếu mà mình đi thẳng lên luôn á là mình sẽ gặp ngay chỗ ngã tư giữa đường Đặng Nguyên Cẩn giao với lại cái đường Tân Hóa nha. Còn hướng đi thẳng lên là mình đi lên bên Liễu Văn Bích nha cô chú anh chị. Lên Liễu Văn Bích. Đây vị trí ngôi nhà của mình đây. Căn này của chú anh chị nha. Đó, căn nhà trước mặt của chú anh chị mình đây. Căn này ha, kết cấu thì một trệt một lầu ở bên trên nè. Ở nhà có chỗ cái cửa sắt nè, cửa sắt bốn cánh nè ha. Và cái hẻm này là cái hẻm thông nha. Hẻm này mình đi thông ra đường Đặng Nguyên Cẩn luôn nha. Hẻm xe hơi. Nhà nở hậu nha cô chú anh chị. Nhà nở hậu tới 4 mét lận cô chú anh chị. Đó, kiếm một cái vị trí ngôi nhà mà nhà nở hậu là hơi khó ha. Đó, hẻm này là hẻm thông nè. Hẻm này cũng thông nè. Này là thông ra 101 của đường Tân Hóa. Còn góc bên này là mình sẽ thông ra bên đường kênh Tân Hóa nè. Còn nếu mình hướng đi thẳng luôn, bên này cũng thông ra đường kênh Tân Hóa luôn ha. Còn hướng đi thẳng này thì ra đường Đặng Nguyên Cẩn nha. Ra mặt tiền đường Đặng Nguyên Cẩn. Để trái thì về cầu, để phải thì mình đi về bên Tân Hóa rồi bên Lạc Long Quân. Đối diện có cái quán hải sản 68 nè. Đó, ngay chỗ cầu nè. Đó, cầu Đặng Nguyên Cẩn nè ha.
Đó, cái này thì đi về bên chợ Phú Lâm nha, về bên chợ Phú Lâm. Còn rẽ phải này thì bên về bên về lại đường Tân Hóa ha. Thì bây giờ ông Hoàng sẽ quay bên trong ngôi nhà của cô chú anh chị mình xem nha. Ở đây hiện tại là đang là mặt tiền đường của đường Tân Hóa nè cô chú anh chị. Mặt tiền đường của đường Tân Hóa ha. Cái này mình hướng lên là mình lên ngay chỗ cái cầu Tân Hóa nè. Còn mình rẽ phải đây mình ra cầu Ông Buôn ha. Cầu này là cầu Ông Buôn. Cầu Ông Buôn hướng về bên Hồng Bàng nè. Rồi vòng xoay Phú Lâm. Còn rẽ trái thì mình đi về bên Hồng Bàng quận 11 nha cô chú anh chị. Thì ở đây hiện tại là đang thuộc một bên là thuộc quận 11 và một bên là thuộc quận 6. Bên này là thuộc quận 6 nè. Bên này là thuộc phường 14 quận 6 nha cô chú anh chị ha. Ở thì hôm nay Vũ Hoàng có một cái ngôi nhà nằm ở trong cái con hẻm. Con hẻm Tân Hóa nha cô chú anh chị. Đó thì hướng này mình đi lên. Rồi nếu cô chú anh chị nào mà mình muốn đi về đường Hồng Bàng á thì mình ôm dưới cầu ha để mình lên đường Hồng Bàng. Để mình qua bên bên Phụng đồ cô chú anh chị. Ở đây đường Tân Hóa của nhà mình á thì lên một trên một tí nữa là mình sẽ có một cái ngã tư. Đó là ngã tư giữa đường Tân Hóa giao với lại cái đường Đặng Nguyên Cẩn á, mình rẽ phải á. Thì mình đi về bên ngay chỗ Lạc Long Quân luôn, ra mặt tiền đường Lạc Long Quân và ngay chỗ chợ Bình Thới luôn ha. Còn rẽ trái thì mình đi về bên chợ Phú Lâm nha. Chợ Phú Lâm hướng ra ngay chỗ cái kênh Tân Hóa. Còn cái này là đường Tân Hóa nha. Từ vị trí mặt tiền mà vào bên trong nhà của mình thì khoảng cỡ chừng là 70m thôi. 70m thôi là tới cái mặt tiền, tới cái vị trí của nhà của mình rồi. Và nhà mình là hẻm thông. Thông từ cái con hẻm 63 Tân Hóa, mình thông ra kênh Tân Hóa và mình thông ra đường Đặng Nguyên Cẩn luôn. Và mình thông ra hẻm 109 hoặc là 111 ở bên trên nè cô chú chị. Có một cái hẻm 111 ở bên trên nữa ha. Đó là nó thông hai hẻm nha cô chú chị. Thông rất là nhiều. Và hẻm này thì xe hơi của chú chị mình, hai làn xe hơi có thể né nhau được nha. Hai làn xe hơi có thể né nhau được cô chú chị. Khu vực ở đây thì cho xây là 3 tấm ha. Ở khu vực xung quanh nhà này xây 3 tấm nha cô chú anh chị, độ giới có tí ti thôi. Mới xây dựng luôn. Ở nhà này một trệt một lầu nè. Căn này một trệt ba lầu nè cô chú anh chị. Ở một trệt ba lầu nè. Ở khu này thì đường rộng rồi, đường này rộng 6m luôn cô chú anh chị ha. Đường rộng gần 6m luôn. Vị trí này tuyệt vời ha. Ở vị trí ngôi nhà của mình đây, ở trước mặt của chú anh chị mình nè. Ở khu vực xung quanh này, khu này khu hiện hữu nè, an ninh. Ở đây thì không có quy hoạch ha. Lộ giới thì giờ chỗ nhà nào cũng có lộ giới. Đây vị trí ngôi nhà của mình nè. Còn cái hẻm này hẻm thông nè ha. Hẻm này mình thông ra 111 của đường Tân Hóa nè. Và mình thông ra ngay chỗ đường Đặng Nguyên Cẩn luôn. Hẻm này thì quay đầu xe ở đây thoải mái nè ha. Ở đây cho xây nhà 3 lầu rất là nhiều. Ở căn này của chú anh chị nào mình về mình có thể xây dựng thêm cũng được nè. Ở đây cho xây quá trời nè. Hẻm thông. Ở hẻm này cũng thông luôn. Ở đường thì rộng 6m của chú anh chị ha. Ở nhà mình thì kết cấu một trệt một lầu thôi. Nhưng mà đường cái là có 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Hiện tại đang có cái hướng tránh, đó là thuộc hướng này là hướng nam nha cô chú anh chị. Hướng nam ha, hướng đông nam á, khoảng có lệch đông nam một tí á cô chú anh chị. Ở đường xung quanh đây, ở đây ra ngay chỗ Đặng Nguyên Cẩn gần nè. Từ đây ra Đặng Nguyên Cẩn khoảng có chừng là 200m thôi. Ở vị trí ngôi nhà của mình ở trước mặt đây, ở chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng là 5 tỷ 100 triệu nha. 5 tỷ 100 triệu, giá này thì vẫn còn thương lượng ha. Ngang là 3m. 3m là tính từ cái khúc đầu thôi nha. Còn mà vô ở giữa là 4m và ở đuôi là 4m, nhà nở hậu. Chiều dài là 11m nha. Ở nhà mới và ở ngay ở khu vực xung quanh nè. Ở mặt tiền đây, mặt tiền thì chủ có làm một cái lớp cửa cổng bằng sắt ở bên ngoài nè ha, cửa bốn cánh nè, rất là chắc chắn luôn. Bên trên thì cũng có cái khung ở khung bảo vệ ở bên trên. Rồi bên trên thì có cái mái nữa của chú chị. Và có những cái tấm kia nữa của chú chị ha. Ở những cái tấm kia nữa rất là đẹp. Tấm mica của chú chị. Lầu 1 thì có khoảng không gian ban công nè. Rồi lan can là inox 304 nè. Rồi cửa thì xài cửa nhôm nha, nhôm sinh pha.
ở hướng ra mặt tiền ha, khoảng có chừng 70 mét là mình ra tới mặt tiền vườn của đường Tân Hóa nè, rất là gần luôn. Ở khu vực xung quanh đây ở đây thì mình kinh doanh buôn bán nhỏ được nha cô chú anh chị. Thì hiện tại khoảng không gian sân này á, là khoảng không gian sân này chủ sẽ làm cao hơn so với lại cái mặt đường ha, khoảng có chừng là 2 tấc nha. Đó, cao hơn mặt đường 2 tấc. Đường nhà mình sạch sẽ luôn, ở đây xung quanh sạch sẽ hết cô chú anh chị. Này cô chú anh chị mình mua về mình ở là tuyệt vời. Và khu vực này á, mình có thể đậu được khoảng có chừng 2 chiếc xe nha, 2 chiếc xe 3 chiếc xe cũng được luôn. Đó, mình để xéo xéo là 3 chiếc thoải mái nha. Được cái là có khoảng không gian sân đậu xe ở phía ngoài. Nhà mình thì hiện tại là có một cái khoảng không gian một phòng ngủ ở dưới tầng trệt nha. Ở chủ đang thiết kế một phòng ngủ dưới tầng trệt. Bên này có treo những cái cây nè, cây kiểng nè, cây dây leo nè. Ở có khung bảo vệ nè, đồng hồ điện thì thiết kế nằm ở bên ngoài. Cửa thì xài là cửa nhôm sinh pha, cửa này là cửa 4 cánh ha. Ở nhà 2 lớp cửa. Một lớp cửa sắt bên ngoài và một lớp cửa nhôm sinh pha bên trong nè. Cửa này là cửa 4 cánh nè. Có rèm cửa nè. Ở rèm cửa hai bên chủ trang bị sẵn luôn. Ở rèm cửa 2 tầng nha, hai màn nha, 2 lớp của chú chị ha. Và đặc biệt đó là nhà mình là xài chế độ cảm ứng nha. Đó, tất cả những cái này là xài chế độ cảm ứng hết của chú chị. Là chế độ cảm ứng hết của chú chị ha. Đó, còn cái cầu giao tổng thì chủ đang thiết kế nằm bên này. Ở khu vực bên này thì chủ có làm ốp lên nè, rất là đẹp mà. Khu vực ghế sofa chủ thiết kế sẵn luôn, trang bị luôn ha. Đó, cây kiểng nè, cây dừa nha cô chú anh chị. Đó, còn khu vực này thì mình có thể trang trí, mình để cái tivi ha. Khu vực để tivi trang trí rồi chủ cũng có làm mấy cái nhựa PVC nè. Đó, hai bên là hệ thống lam, ở bên trên hệ thống đèn chùm nè, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Ở nhà này mình vô mình ở là tuyệt vời luôn á. Ở nhà mới 100% luôn, vào ở ngay luôn. Ở có khu vực quầy bar luôn ha, khu vực này khu vực quầy bar nè, rồi khu vực bếp nè, ở kệ tủ bếp trên nè, dưới nè, kệ thờ ông táo nè. Ở đây thì mình trưng bày mấy cái tủ rượu nè, ở tủ rượu hoặc là những cái món đồ mà trang trí để cho làm tiểu cảnh cho cái khoảng không gian này nó đẹp hơn ha. Ở khu vực bếp đây. Ở bồn rửa chén đây, bồn rửa chén nha của chúng chị. Bồn rửa chén 4-5 chế độ lận. Đó, rửa rau củ quả rồi chế độ tùm lum hết ha. Ở khu vực này chắc để máy giặt nè. Ở cái đường ống này hoặc là mình để cái máy lọc nước cũng ở đây cũng được nè. Ở toilet thì chủ tận dụng là làm ở dưới cái cầu thang nha. Tận dụng làm ở dưới cầu thang nha của chúng chị. Đó, tận dụng ha. Đó, làm ở dưới cầu thang. Đó, đầy đủ hết ha, bồn cầu, lavabo, gương soi. Ở khu vực này là khu vực một phòng ngủ ở bên dưới nữa nè. Đó, hệ thống đèn ở bên trên nè. Đó, cửa thì xài là cửa gỗ ha. Đó, này cô chú anh chị nào có người lớn tuổi ở nhà, mình lấy cái phòng này mình làm cho người phòng ngủ để làm cho người lớn tuổi ở là tuyệt vời nè. Ở mấy cái đường ống dây đồng rồi cũng thiết kế sẵn hết cho cô chú anh chị mình rồi. Ở khu vực bếp nè, tuyệt vời luôn á cô chú anh chị. Nhà này mình mua về mình ở là phải nói là sung luôn. Hẻm xa hơi nha. Giờ mình mua nhà cái gì cũng phải giá trị cao thì mình phải coi cái con hẻm ha. Nhà thì có thể sửa được nhưng mà đường thì không thể sửa được nha cô chú anh chị. Đường là do nhà nước quyết định nha. Đó, không sửa được ha. Cầu thang thì bề mặt bằng đá hoa cương và chủ cũng có làm cái hệ thống đèn cảm ứng nha. Đèn cảm ứng mình đi lên tới bên trên lầu 1 luôn. Ở bên này thì có làm cái hệ thống lam nè. Lam để mình để những cái kệ trưng bày ở đây cũng được nè. Đó, làm cái tiểu cảnh để mình trưng bày ở đây cho nó một cái phòng khách nó thật cực kỳ là đẹp mắt ha. Tay vịn thì bằng gỗ nha cô chú anh chị. Tay vịn thì bằng gỗ ha. Kính cường lực nè. Rồi những cái trụ inox 304 nè. Đó, phía sau này là một khoảng không gian đó là lấy ánh sáng từ bên ngoài vào ha. Lấy ánh sáng từ bên ngoài vào. Đó, tặng nội thất nha cô chú anh chị. Giá này thì chủ có tặng nội thất, để lại mấy cái nội thất này cho cô chú anh chị mình hết ha. Đó, chủ không có lấy đi nha.
Ở khoảng không gian nội thất nè, chủ để lại hết toàn bộ luôn. Ở khu vực nội thất của nhà mình đây, giường tủ nè, rèm cửa nè, rèm cửa thì hai màn ha. Đó, hệ thống tủ nè, rất là đẹp. Đó, dán giấy nè, miếng dán giấy nè, rồi ốp nhựa nè, nhựa PVC nè. Cửa thì xài cửa gỗ nè. Đó, có cái hệ thống đèn cảm ứng nè của chú chị. Đó, một cái hệ thống đèn cảm ứng rất là mới. Đó, hồi xưa giờ là mình xài công tắc ha. Còn bây giờ thì xài cảm ứng luôn của chú chị. Ở khu vực bếp đây, khu vực này là khu vực toilet nè. Đó, rất là nhám ha, bề mặt đi rất là nhám nha. Và có cái đèn led nè, đèn led ở gương soi luôn nè. Đó, cực kỳ sáng và lung linh luôn. Gạch ốp cao ráo đụng trần luôn. Có vòi sen tắm đồ đầy đủ ha, rất là nhiều chế độ. Đó, của thằng Sansaki nè cô chú anh chị. Đó, bồn cầu đúc nguyên khối nha, của Sansaki. Đó, còn khu vực này là khu vực phòng khách đây. Khu vực này là phòng một phòng ngủ nữa. Phòng ngủ này phía bên ngoài, phòng ngủ này sẽ rộng hơn và đặc biệt là phòng này có ban công nữa ha. Ở giường nè, ở hệ thống giường nè, mình về mình có thể thiết kế mình nệm lên thôi. Ở bên dưới có công tắc rồi luôn nha cô chú chị. Ở hệ thống đèn sáng ở dưới luôn ha. Ở tủ nè, hệ thống tủ nè, bên này thì trang trí một cái tiểu cảnh rất là đẹp ha. Ở hai bên là lam. Ở giữa là những cái tấm đường chỉ viền nè, rất là đẹp, đẹp mắt. Ở khu vực này thì hệ thống tủ nè ha, tủ bếp trên dưới nè, rồi công tắc thì cũng thiết kế ở ngay chỗ này luôn rồi, chủ trang trí rồi, nói chung là vừa cái ngôi nhà mình luôn rồi đó. Đó, trang trí rất là đẹp. Đó, cửa thì xài cửa gỗ nè. Bên trên thì hệ thống đèn led âm ha. Ở chủ hiện tại là đang làm một cái điểm nhấn là tông màu xám nha, còn xung quanh là tông màu trắng hết. Ở phía trước nè, phía trước của nhà mình đây, phía trước này thì có khoảng không gian ban công nữa. Ở ban công nè, ban công thì hiện tại chủ cũng đang làm trồng hai cái cây ở đây, hai cái cây xung quanh nè cô chú chị, một cái bên này và một cái bên này nè ha. Đó, có tay vịn inox 304 nè, rồi kính cường lực luôn. Ở cửa mình xài nè, cửa nhôm nha cô chú chị, nhôm sinh pha ha, cửa này cửa nhôm sinh pha. Ở tông màu này là màu nâu nha cô chú chị, màu nâu rất là đẹp nè. Ở tông màu này màu nâu rất là đẹp. Đó, xài cửa nhôm sinh pha bản lề thì ba cái nè ha. Đó, ba cái bản lề luôn. Ở bên trên hệ thống đèn có sẵn luôn ha. Đó, rất là đẹp nha. Đó, từ đây hướng ra rồi đó là ra mặt tiền đường Tân Hóa ha. Để phải thì mình đi về bên Hồng Bàng, để trái thì về bên đường Lạc Long Quân nè, Lê Văn Bích. Rồi hướng ra bên Đặng Nguyên Cẩn, ra chợ Phú Lâm, rồi ra chợ Bình Thới ha. Chợ Bình Thới thì nằm ở góc bên kia. Ở mình đi thẳng cái đường Lạc Long Quân nối dài đó là ra chợ Bình Thới luôn. Ở còn khu vực này thì mình đi về bên Đặng Nguyên Cẩn cũng được nè, rồi kênh Tân Hóa, rồi mình hướng ra bên hẻm 119 hoặc là 111 của đường Tân Hóa luôn. Ở khu vực ở đây là khu vực nhà cao tầng, ở xây dựng nhà cao tầng. Nói chung là cái nhà mặt tiền của mình, nhà mặt tiền phía trước đó là nhà ba lầu rồi cô chú anh chị, nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm ha. Thì khu vực này là lộ giới của tí ti thôi, lộ giới tí ti thôi nha cô chú anh chị. Đó, thì mức giá là chủ đang gửi ra bên Nguyễn Hoàng là 5 tỷ nha, 5 tỷ mốt nha, 5 tỷ 100 triệu nha, 5 tỷ 100 triệu, Nguyễn Hoàng xin nhắc lại 5 tỷ 100 triệu và giá này thì vẫn còn thương lượng ha. Đó, nhà thì có sổ hồng riêng, có giấy chủ quyền hồng, mua bán ký công chứng sang tên, ngang là đoạn đầu là 3m và ở bụng, từ bụng đến đuôi là 4m, nở hậu nha, nở hậu ra 4m và chiều dài tổng thể của ngôi nhà mình là 11m nha, là ngang 3 và 11 và nở hậu ở bụng và đuôi là 4m hết. Ở kết cấu thì một trệt một lầu, có tổng cộng 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Hiện tại đang có hướng chánh là thuộc hướng đông, đông nam ha, có lệch nam một ít nha cô chú anh chị. Đó, đường trước nhà mình là đường rộng gần 6m luôn cô chú anh chị. Đó, cách mặt tiền đường 70m là mình ra tới mặt tiền đường đường Tân Hóa. Thì cô chú anh chị nào có quan tâm cái ngôi nhà này có thể liên hệ với Hoàng để mình qua mình xem ha, ưng ý gặp trực tiếp chính chủ để mình thương lượng về cái giá cả. Còn nếu cô chú anh chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm, mình có thể chia sẻ cái video này ha, giúp cho chủ nhà bán được nhà cũng giúp cho người mua được cái căn nhà giá tốt luôn. Còn nếu cô chú anh chị nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với Hoàng với số điện thoại 0799211363 và 0937559757 nha. Rồi Hoàng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở clip tiếp theo.